Rồi em chào toàn thể quý vị và các bạn, các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Thì hôm nay em tiếp tục thanh lý cho quý vị một số đôi loa bass 20 và 25cm. Thì những đôi loa bass này thì em cũng xin nói trước luôn, đây là những đôi loa bass tháo trực tiếp từ loa bãi về nha quý vị. Hàng nguyên zin, nguyên bản 100%, hàng bãi, hàng xịn của Nhật. Đấy, cho nên là quý vị trước khi xem thì quý vị hãy lưu ý cái này nha. Và hàng ở đây là em bao hoạt động hoàn hảo, nguyên zin hết cho quý vị nha. Con zin, màng zin hết. Đấy, còn gân thì có cái thay, cái zin. Thì như những cái đôi này, như thế này là gân nè, thay nè, gân mục thì phải thay, còn gân vải là zin nè. Đó, gân vải là zin hết. Rồi, cái nào mà gân mục là em thay cho quý vị về quý vị dùng bền luôn nha. Cái gân thì nó không ảnh hưởng đến chất âm. Thì gân mút thì mình thay là y chang gân mút cho quý vị luôn. Đấy, tất cả là hàng bãi, nguyên zin em tháo thùng, cho nên là quý vị cứ yên tâm nha. Còn nguyên zin nguyên bản 100% hết. Thì do là chặt kho em thanh lý, quý vị em thanh lý cũng rất nhiều rồi, nói chung là nhiều lắm. Thì hôm nay em sẽ thanh lý là cả ngày hôm nay cho quý vị và các bạn luôn. Chặt kho rồi chuyển chỗ cho nên là mấy cái này không tiện mang theo, nó nói chung là nó rườm rà lắm quý vị ơi. Nói chung là cũng muốn tháo ra để dành là lên những cái loa mà để hát karaoke này nọ. Thì đây là những cái loa mà cái con lớn nha, cái con lớn hết, quý vị có thể hát karaoke thoải mái luôn, hay là nghe nhạc gì đó tùy ý. Vì đây là cái loa bãi cho nên là cái bass nó đánh rất là lực và hay. Đấy, cái tiếng hát cũng hay luôn, cho nên là chúng ta không phải lo nghĩ gì hết. Mấy dòng này thì quá chất rồi. Thì hôm trước cái đôi Yamaha này em có báo là hình như là 1 triệu quý vị, nhưng mà hôm nay em giảm giá còn 800 thôi. Đôi bass 20 này 800.000 của Yamaha luôn nha, 21cm. Đấy, cũ rất to, con to luôn quý vị. Con này nó tầm khoảng gần 39, nó khoảng 39 đó. Cũ rất to luôn ha, của Yamaha. Hàng của Yamaha thì quá tuyệt vời rồi, không phải suy nghĩ quý vị. Chung là loa em bao sống, bao hoạt động hoàn hảo hết cho quý vị nha, chứ không phải mà bán lo chết lo này kia đâu quý vị. Lo không zin gì thanh lý đâu, lo zin thanh lý, nhưng mà thanh lý lo zin. Đấy, vì những cái loa mà đó, em báo rõ tình trạng hết cho quý vị luôn. Mấy cái này là nguyên zin, em báo nguyên zin hết. Tất cả ở đây là nguyên zin, không có cái nào mà làm hết nha. Đó, lò sống hết. Đó, giá 800k quý vị, đôi Yamaha 800k. Đôi số 2. Đôi này bass 20 quý vị. Bass 20 tháo trong một cái lò bãi ra. Nào quý vị. Còn lớn luôn ha, còn lớn như lò Yamaha 39 luôn, bass 20. Đây, cái này 8 ohm 170W là quý vị biết rồi ha, rất là khủng. Cái màng nó y chang nhau quý vị, có một cái mỗi tội cái cũ sao mà như nó khác nhau á. Nè, quý vị thấy ha, mỗi cái cũ này là 170W 8 ohm nè. Đó. Cái cũ bên đây nó cũng ghi là 170W 8 ohm luôn. Nó y chang nhau quý vị, nhưng mà nó khác đời lắm, như trước sau á. Đây quý vị thấy cái chỗ này nó có cái dòng này ha. Đó. Nói chung là nó y chang nhau, màng nó y chang nhau, sườn nó y chang nhau luôn. Đó quý vị. Nói chung là lo hoàn hảo hết. Đó. Đó, hoàn hảo hết nha. Thì quý vị thấy ha, cái màng nó y chang nhau luôn nè, cái sườn y chang nhau luôn, chỉ khác cái 500 nó có cái dòng đó, đời trước đời sau nó khác vậy thôi. Cặp này thì 600.000, cặp này đánh bao lực luôn quý vị, cái từ nó chà bá luôn ha. 600.000 cho cái cặp loa bass 20 này thôi. Rồi tiếp theo, cặp Victor này quý vị. Đây cặp Victor đây ha. Cặp Victor thì đây là dòng Victor cũ rất là khủng nha quý vị. Quý vị thấy là hàng bãi ha. Nói chung là nguyên zin nguyên bản hết, 25cm nha quý vị, 25cm. Con này là con lớn nha quý vị, con 4 mấy luôn á. Đánh rất lực nha. Cái từ của nó cũng rất là to luôn. 25cm nha quý vị. Cái cũ này thì nó là 12cm. Còn cái bass này là 25cm nha. 27cm luôn chứ không phải là 25 nữa, 27 luôn ha. Đó. 27cm luôn. Thì ở đây em cũng đã báo rồi, tất cả là hàng nguyên zin. Cái này là gân vải dầu, nó còn rất mềm ha, rất mới. Đấy, cái này là một cái thùng nó bị mắc lưới, bụi nó bay vào, nó dơ cái gân này. Chứ cái gân nó vẫn là y chang nhau hết quý vị, nguyên zin. Đó, nói chung em bán như thế. Đôi này thì 1,5 triệu, nhưng mà hôm nay là giá chỉ có 1,3 triệu thôi quý vị. 1,3 triệu thôi. 1,3 triệu cho đôi Victor bass 20, bass 25, em xin lỗi, bass 25, bass 27 chứ, lộn, bass 27. Đây,
bụi nó bay vào ha, do cái cần một cái loa nó mất cho nên là bụi nó bay vào. Đây, hàng tất cả là tháo thùng bãi về hết. Rồi bên đây là cặp này là VIP nhất quý vị, cặp này là hình như là của Zero quá quý vị ha, cái niềng này em thấy quen nè, Zero, và cái màn nó cực mới luôn quý vị, cực mới luôn, quý vị thấy nè, nhìn nè, đó xuồng đúc cực đẹp chưa. Thì đây nè, đó quý vị thấy ha, xuồng đúc cực đẹp luôn ha, quýt to da băng 60W mắc khủng không. Mấy cái này là cái con lớn ha, gần này lại nó mục em thay hết cho quý vị luôn rồi nè, em thay luôn nè, rất đẹp luôn nè ha, tất cả là hoạt động hoàn hảo hết nha quý vị, không cọ con, màn zin gân, màn zin con zin hết, hoạt động hoàn hảo luôn. Thì cái đường kính này thì nó cũng là 25, đem đo 25 27 quý vị. Này nó tới 28 luôn quý vị ơi. Nó tới 28 luôn. 28 luôn nha. Này là của dòng Zero nè, 28 luôn. Cái củ từ là này là nhiêu? Củ từ này là 12 nha, hơn 12. Củ từ này 12. Đó, cực kỳ đẹp luôn. Giá đó này là 1 triệu rưỡi 50 cho đôi Bass 25 này. Hàng bãi về cực đẹp nguyên zin nha quý vị, chứ không phải là hàng bậy bạ, cho nên là quý vị hãy trước khi mà so sánh, quý vị hỏi giá thì quý vị hãy hỏi cái chất lượng trước. Đấy, nó zin hay không rồi chúng ta hãy quyết tới cái giá. Đấy, ở đây em là hàng nguyên hết. Rồi em xin kết thúc video tại đây. Quý vị muốn biết chi tiết về cái đôi nào thì quý vị hãy liên hệ với em. Rồi em xin cảm ơn.